Em bé ơi, thế hôm nay em bé nặn được bánh trôi á? Em bé nặn bánh trôi á? Em bé nặn được nhiều không? Đang nặn như con cá sấu. Thế con có ăn bánh trôi không? Hôm nay con có ăn không? Ăn hết bát không? Cái có chị ăn để mua cái bánh trôi là 1, 2, 3, 4. Một cái gà hơn nhưng mà bánh thua không nhai được, Bạn bạn khôi không nhai được á? không là bánh chua mà Làm bánh trôi không nhai được á? Con không nhai được phải không? Thế là con không ăn đúng không? Ừ. Thế các bạn có ăn được không? Thế lần sau còn thích làm không? Còn thích làm bánh trôi không? Ngồi dậy uống nào, ngồi dậy uống nào, không là là nôn nhọe ẹ da đấy nào. Ngồi dậy uống đi con, ngồi dậy nào. Thế cô giáo bảo là ngày mai ai được phiếu bé ngoan không? Cô giáo bảo là ngày mai ai được phiếu bé ngoan không? Bạn Lan, bạn Khôi, bạn anh Ừ, Thư. thế à, anh Thư cũng được phiếu bé ngoan đó. Anh Thư á, được phiếu bé hư phải không? Không, bà Hôm nọ Thư. con bị úp mặt vào tường, cô cho phiếu bé hư là gì? Mẹ uống. Ừ. Hả? Hư. Để mẹ lau cho. Cái thì bỏ vào cái mẹ Thế uống. con ngồi dậy nào, con ngồi dậy. Con ngồi dậy cẩn thận vào. Hấp. À thế mẹ không làm nữa, được rồi, mẹ ngồi nghe thôi, con hát thôi nhá. Ừ. Nào ngồi dậy hát Em nghiêm túc. hợp bà đứa cháu hai á, em đông gà bé 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 ba Hân hô. không mẹ mẹ không chứ. Hoan hô nhưng mà tay của mẹ đang cầm điện thoại rồi. Không, mẹ phải hát khô hư hay là chứ, Ừ. mẹ phải hát khô hư hay là chứ À, mẹ. hoan hô. Đúng Rồi, rồi. bây giờ con đọc thơ nhá. Rồi.